Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Bên trong nhà máy ô tô 4.0 sử dụng 1.200 robot của VinFast, sắp Khánh Thành có gì đặc biệt? Sau gần 2 năm kể từ khi khởi công xây dựng, nhà máy ô tô VinFast đã gần như hoàn thiện. Dự kiến nhà máy sẽ khánh thành vào tháng 6 tới và những chiếc ô tô đầu tiên được sản xuất tại đây chuẩn bị xuất xưởng để đến tay khách hàng. Nhà máy ô tô VinFast nằm trong khu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast được triển khai trên khu đất rộng 335 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Nhà máy ô tô có công suất 250.000 xe một năm giai đoạn 1 và 500.000 xe một năm giai đoạn 2. Tại đây VinFast sẽ sản xuất các mẫu ô tô động cơ đốt trong, ô tô điện và xe buýt điện. Khu nhà máy sản xuất ô tô gồm các xưởng thân, vỏ, xưởng sơn, xưởng động cơ, xưởng lắp ráp và xưởng phụ trợ đã hoàn thành lắp đặt và đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm. Quá trình sản xuất ô tô bắt đầu từ xưởng thân vỏ với quá trình dập, hàng sơn, lắp ráp và cuối cùng là khâu kiểm tra và hoàn thiện. Quy trình sản xuất tại nhà máy hoàn toàn đồng bộ và khép kín với các phân xưởng dập, hàng sơn, lắp ráp, động cơ được kết nối liên hoàn và tự động hóa bởi hàng nghìn robot. Xưởng hàng thân xe VinFast được trang bị khoảng 1.200 robot do ABB sản xuất. Khi đi vào hoạt động, đây là nhà máy hàng thân xe vận hành hoàn toàn tự động, hiện đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhà máy hàng thân xe là phân xưởng sản xuất, có nhiều ứng dụng công nghệ 4.0 ở nhiều phạm vi khác nhau, từ giám sát trang thiết bị, đánh giá và tối ưu hóa quy trình, tối ưu hiệu quả sử dụng trang thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm. Xưởng lắp ráp xe VinFast là khu vực rộng nhất trong nhà máy, sản xuất ô tô với diện tích 200.000 m2. Bên trong sự lắp ráp VinFast sử dụng dây chuyền được thiết kế và cung cấp bởi nhà cung cấp hàng đầu đến từ Cộng hòa Liên bang Đức là Eisenman. Mức độ tự động cao với các băng chuyền và xe tự hành đều hoạt động liên động với nhau. Ngoài ra, các công đoạn lắp ráp được trang bị súng siết lược hiện đại của Atlas Copco, được nối liên động với dây chuyền sản xuất, đảm bảo lực siết của từng chi tiết lắp ráp được kiểm soát và có thể tri hồi tại mọi thời điểm. Với kỷ lục 21 tháng kể từ khởi công xây dựng lắp đặt, chạy thử và chính thức vận hành nhà máy, VinFast sẽ tạo nên kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Tổng thời gian xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, dây chuyền và vận hành thử đã được rút ngắn xuống còn 21 tháng. Tốc độ kỷ lục này là kỳ tích trong ngành ô tô thế giới, đặc biệt với một doanh nghiệp hoàn toàn mới như VinFast. Theo kế hoạch, VinFast chính thức bán ra thị trường dòng xe SUV Fadin trong quý 2 2019. Những mẫu sedan và SUV mang thương hiệu Lux sẽ đến tay khách hàng trong quý 3 2019. Chân dung những người leo lái VinFast vượt tốc độ kỷ lục thế giới mà tỷ phố Phạm Nhật Vượng đề ra. Có tổng cộng 9 người nằm trong ban lãnh đạo chính của VinFast. Ba trong số đó là người Việt. Họ đảm nhận những vị trí chủ chốt trong công ty như chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cho đến phụ trách các khối chính. Người đầu tiên cần nhắc tới chắc chắn là bà Lê Thị Thu Thủy với chức danh chủ tịch VinFast. Đây chính là người phát biểu mở màn cho buổi lễ ra mắt hai dòng xe của VinFast tại sự kiện Paris Motor Show 2018 và được coi là cầu nối giữa tỷ phú Phạm Nhật Vượng với toàn bộ dự án tham vọng này. Bà Thủy cũng từng có 7 năm gắn bó với Vingroup và đảm nhiệm vị trí mới tại VinFast từ tháng 8 2017. Bà từng nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại đây. Trước đó có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Từ năm 2000, bà Thủy đã là phó chủ tịch Lehman Brothers, một tập đoàn chứng khoán và tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Từ năm 2008, bà Thủy chuyển sang Vingroup giữ vị trí CEO và phó chủ tịch. Ông James DeLuca đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc VinFast người đồng hành với bà Thủy trong lễ ra mắt thương hiệu xe Việt Nam trên đất Pháp vào năm ngoái. Đây là vị lãnh đạo nổi tiếng của General Motors, với hơn 16 năm gắn bó với hãng ô tô lớn của Mỹ. Ông đã từng giữ nhiều vị trí quản lý sản xuất và cuối cùng lên tới chức phó chủ tịch điều hành hoạt động sản xuất toàn cầu. Sau quyết định nghỉ hưu tại GM vào năm 2016, vị cựu lãnh đạo của công ty này đã được chiêu mộ về VinFast từ tháng 9 2017 bởi tài năng xuất chúng của ông. Vị trí phó tổng giám đốc thuộc về ông Võ Quang Huệ, một người Việt tiếp theo trong ban điều hành. Ông Huệ cũng có tiểu sự khủng khi từng giữ chức giám đốc điều hành của Boss tại Việt Nam trong gần 10 năm. Ông cũng từng là trưởng phòng đại diện của BMW tại Ai Cập trong gần 7 năm. Bản thân tôi là 24 năm 8 tháng làm trong tập đoàn BMW. Tôi đã đi rất nhiều nước làm ở Mexico, Ấn Độ, Ai Cập, tôi phụ trách Đông Nam Á. Tôi đã từng phụ trách đề án sản xuất xe BMW đầu tiên ở Việt Nam cách đây 24 năm và tôi đã quản lý một số sản phẩm ra đời của xe BMW tại một số thị trường Đông Nam Á cũng như các bạn đồng nghiệp như James Deluxe, Kevin Fisher và nhiều bạn khác cũng đều thấy rất tự hào khi là thành viên của một đề án mang tinh thần việt một dấu ấn một điểm nhấn cho sự phát triển nền kinh tế việt nam ông huệ đã chia sẻ với báo giới Vị phó tổng giám đốc VinFast kể lại rằng, thực sự là tôi chuẩn bị về hưu rồi, nên tôi rất bất ngờ được gặp anh Phạm Nhật Vượng trong một buổi sáng mà tôi không bao giờ quên. Trong câu chuyện của chúng tôi trao đổi một thời gian rất là ngắn, tôi cũng phản biện, cũng nêu những câu hỏi để biết câu chuyện như thế nào. Tôi đã thực sự bất ngờ và bị thuyết phục ngay từ ban đầu trước sự mãnh liệt của người lãnh đạo tập đoàn VinGroup. Lúc đó, anh Phạm Nhật Vượng đã định hướng cho tương lai của tập đoàn VinGroup là 10 năm tới sẽ là công ty hàng đầu Việt Nam có danh tiếng thế giới trong mảng công nghệ, công nghiệp và dịch vụ. Và VinFast là đề án đầu tiên theo định hướng mới đó. Người thứ hai giữ chức phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh. Bà Vân Anh có chuyên môn cao trong lĩnh vực nhân sự. Tính đến thời điểm này, bà đã làm việc được 1 năm 2 tháng tại VinFast. Trước đó, bà từng là người đứng đầu bộ phận nhân sự của VP Bank, lại đảm nhiệm những vị trí giám đốc khu vực, giám đốc điều hành của Navigo Search Việt Nam. Các vị trí còn lại gồm ông Sam Sasabene, phó tổng giám đốc khối mua hàng, ông Kevin Fisher, kỹ sư trưởng, ông Sean Canvert, phó tổng giám đốc khối sản xuất, ông Marcus Ledner, viện trưởng viện ô tô và ông Roy Flecknell, phó tổng giám đốc quản lý chương trình và danh mục sản phẩm. Ông Sam Sasabene đã làm việc tại Ford trong hơn 39 năm. Từ 2007, ông giữ chức phó chủ tịch khối mua hàng. Ông Kevin Fisher cũng có nhiều năm trong lĩnh vực ô tô. Vị trí gần đây nhất trước khi ông chuyển sang VinFast là giám đốc sáng tạo và nghiên cứu nâng cao tại GM. Cũng từng làm việc tại GM, ông Sean Convert đã giữ chức giám đốc hệ thống sản xuất và hỗ trợ. Ông Roy Flecknell cũng từng là nhân sự chủ lực tại GM. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicor TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.